Hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết số 39 văn bản Cảnh khuya của tác giả Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng nhau đi vào phần 1 La Mã, đọc tìm hiểu chú thích. Một nhỏ, tác giả. Chúng ta đang được nhìn thấy đây là chân dung vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của chúng ta, Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh sinh năm 1890, mất năm 1969. Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha là Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Lan. Là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, nhà thơ lớn. Đó là một vài nét về tác giả Hồ Chí Minh. Các bạn đang được nhìn thấy đây là một vài hình ảnh về tác giả Hồ Chí Minh. Hai nhỏ là tác phẩm. Thứ nhất là về hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ Cảnh khuya được viết vào mùa thu năm 1947 ở chiến khu Việt Bắc khi chiến dịch Việt Bắc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra vô cùng ác liệt. Thứ hai là về thể thơ. Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt. Phương thức biểu đạt đó là biểu cảm. Về cấu trúc gồm có hai phần. Hai câu đầu tả cảnh thiên nhiên, hai câu sau tả tâm trạng con người. Chúng ta thấy thể thơ thất ngôn tứ tuyệt chúng ta đã được tìm hiểu ở trong một số bài thơ mà chúng ta đã học. Thứ nhất đó là bài Nam Cúc Sơn Hà. Thứ hai đó là bài thơ Bánh trôi nước. Thứ ba đó là Vọng Lưu Sơn Bộc Bố. Và thứ tư đó là bài Hồi Hương Ngẫu Thư. Thì đối với bài thơ này chúng ta thấy tuần sau thì chúng ta sẽ được tìm hiểu. Và chúng ta thấy thất ngôn tứ tuyệt ở đây là một thể thơ gồm có 4 câu và mỗi câu gồm có 7 tiếng. Hai La Mã đọc tìm hiểu văn bản. Một nhỏ, hai câu thơ đầu. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Vậy thì ở hai câu đầu thơ đầu này chúng ta thấy có gì độc đáo trong cách tả cảnh khuya ở lời thơ thứ nhất? Ở đây tác giả đã tả bằng ấn tượng âm thanh và đã so sánh tiếng suối như tiếng hát xa. Cách tả này gợi một cảnh tượng đó là sự sống thanh bình của thiên nhiên, rừng núi trong đêm, làm cho tiếng suối gần gũi với con người hơn và có sức sống trẻ trung. Vậy thì các bạn có nhận xét gì về đặc sắc ngôn từ trong câu thơ thứ hai và cho biết tác dụng của từ ngữ đó? Ở đây chúng ta thấy sự lặp lại của động từ lồng tạo bức tranh toàn cảnh với cây, hoa, trăng hòa hợp, sống động. Cảnh vật đan xen hòa quyện vào nhau. Ánh trăng chiếu vào bóng hoa hay ánh trăng chiếu rọi vào các vòm lá cổ thụ in bóng xuống mặt đất như muôn ngàn bông hoa. Tất cả đã tạo nên một bức tranh nhiều tầng lớp với đường nét lung linh, huyền ảo, cho thấy tình yêu thiên nhiên của Bác. Như vậy chúng ta thấy cảnh rừng núi đêm khuya được tác giả miêu tả. Thứ nhất đó là tiếng suối, thứ hai đó là ánh trăng, cây cổ thụ, hoa. Tiếng suối ở đây trong trẻo, gần gũi, ấm áp, được tác giả so sánh với tiếng hát xa. Ánh trăng, cây cổ thụ, hoa
Trong đêm khuya quấn quýt lung linh huyền ảo, thông qua điệp từ lòng. Như vậy tất cả đã tạo nên sự tự gần gũi huyền ảo sống động tràn ngập ánh trăng trong đêm khuya. Hai nhỏ, hai câu thơ cuối. Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Chúng ta thấy trong thơ Bác, thiên nhiên không tách khỏi con người mà hòa hợp với con người. Con người trong thơ Bác vừa là con người say đắm thiên nhiên, vừa là con người lo toan cách mạng. Vậy thì theo các bạn, người chưa ngủ là vì lý do gì? Ở đây, người chưa ngủ là để thưởng ngoạn say mê vẻ đẹp của thiên nhiên, bởi cảnh đêm khuya với ánh trăng sáng láng và tiếng suối đã hấp dẫn nhà thơ. Trong lời thơ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà, các bạn hiểu như thế nào về tâm sự lo nỗi nước nhà của Bác? Đó là lo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, gian khổ sao cho đến ngày thắng lợi. Như vậy, tình yêu nước luôn thường trực trong tâm hồn của tác giả. Và ở đây có sự lặp lại trạng thái chưa ngủ của một con người. Điệp ngữ chuyển tiếp này có sự diễn tả cảm xúc nội tâm của con người Bác, vừa tha thiết với vẻ đẹp thiên nhiên, vừa tha thiết với vận mệnh của đất nước. Như vậy, bài thơ Lộng lẫy ánh trăng và Lòng người phấn chấn được ra đời giữa lúc kháng chiến gian khổ. Điều đó cho thấy tình yêu thiên nhiên hòa vào tình yêu đất nước. Chúng ta thấy tâm trạng của Bác được miêu tả. Thứ nhất, đó là say mê ngắm cảnh. Thứ hai, lại là nỗi lo việc nước. Bác say mê ngắm cảnh, đó là một tâm hồn thi sĩ. Nỗi lo việc nước, đó là một tâm hồn chiến sĩ. Như vậy, một con người mang hai tâm trạng. Ba La Mã ghi nhớ sách giáo khoa trang 143. Các bạn theo dõi vào sách giáo khoa. Một nhỏ nội dung. Thứ nhất là bài thơ đã vẽ nên bức tranh cảnh khuya, núi rừng Việt Bắc sống động nên thơ. Từ đó đã thể hiện tâm hồn yêu thiên nhiên và tấm lòng thiết tha với đất nước. Hai nhỏ nghệ thuật. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng đó là so sánh, điệp từ, chuyển tiếp. Thứ hai là ngôn ngữ bình dị, gợi cảm. Và thứ ba đó là vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Hướng dẫn về nhà. Đối với phần này thì thứ nhất cô yêu cầu các bạn là đọc thuộc bài thơ. Thứ hai là các bạn đọc và soạn trước cho cô bài rằm tháng giêng để cho tiết học của tuần sau. Đây là phần nội dung ghi bài, thì cô yêu cầu các bạn sẽ ghi lại nội dung bài vào trong vở bài học. Cùng là cô tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.